Nay uống rượu đâu, hôm nay bọn anh nghỉ không? Hả? Nay bọn anh nghỉ có uống rượu đâu không? Nơi vậy? Hôm nay rồi hả? 30 tháng 4, 1 tháng 5 mà anh nghỉ mà. Tụ tập ạ? À? Không, hôm kia tụ tập trên đi tí rồi. Ngon chưa kìa, ngon chưa kìa. Ôi, đã. Cặp cái ô tô vào đây đi. Thank you.
ba rau rồi. Ăn tiếp. Giờ ăn gì vậy?
11 phút rồi anh Giang ơi. Ta đi xem gì để em đảm bảo.